chơi gì kỳ vậy anh Lũ? Thúi quá. Cái gì mà thúi? Thúi đâu? Yêu đương quá gì có vậy cũng sợ nữa. Không có thúi. Thúi lắm. Chia tay đi anh Lũ, anh để thúi quá. Không hề thúi nha. Không tin thử cho coi nè. Đó. Chân thơm vậy mà. Đâu thúi đâu. Làm gì có. Rồi cái đít cũng nghe. Sáng vậy á, chưa chùi hết trời. Thúi quá. Anh đừng có buồn nghe. Còn em mà, em cũng mới chia tay thằng Lưu rồi. Hôm nay chúng ta thuộc về nhau, chơi với chó cũng vui mà nghe. Anh em ở lại, nhớ giữ sức khỏe đó nghe chưa. Nhậu ít thôi nghe. Em đi kiếm vợ em. Em để thúi quá, nó bỏ em lên Sài Gòn rồi. Sợ bị Vũ, bị thằng khác hốt. Em phải lên Sài Gòn kiếm nó thôi. Mấy anh em ở lại giữ sức khỏe nha, nhậu ít thôi nha. Có nhậu nhớ đi xe ba gác về giống em nha. Đừng tự lái xe nha, nguy hiểm lắm á. Lưu đi rồi Lưu sẽ về thôi nha, mỏi miệng quá. Đúng là Sài Gòn phồn hoa nhiều cạm bẫy, đi đường còn bị đâm đinh nữa. Chích đau không bác sĩ? Không có đau, chích đã ngứa lắm không có đau. Chích kiểu gì mà không đau hả bác sĩ? Thì lấy cây kim thọt vô thôi, có gì đâu. Đừng nhìn. Không nhìn sao thấy bác sĩ chích? Nhìn mới thấy đau á, đừng nhìn. Không nhìn sao thấy đau? Nói vậy càng ngày càng rối, không hiểu gì hết trơn vậy Lưu. Em chỉ muốn đi tìm vợ thôi mà, sao phải xui khổ sở gì chứ trời. Đừng bị chích nữa. Đã nói không có đau đâu, đừng khóc nữa, đàn ông con trai mà khóc kỳ quá. Bác sĩ để em chích cho. Tôi có bị gì đâu mà chích tôi. Không, em nói em tự em chích em. Thôi đừng có nói nhảm nữa, im đi. Bác sĩ có ghệ chưa? Có chồng rồi chứ chưa có ghệ. Chồng bác sĩ không nói gì hả? Nói gì là nói gì. Nhìn xa thấy sạch, nhìn gần thấy gớm quá. Thôi khỏi cà kìa để được khỏi chích ha. Nhìn kỹ đi, thấy gớm chỗ nào. Yên, để tôi chích lẹ, còn chích cho cái hàng kế bên nữa. Mấy ngày rồi bác sĩ không tắm mà để sau đầu tóc đâu mà gầu quá trời gầu vậy bác sĩ. Nhìn thấy ghê quá. Ngứa muốn chết luôn. Có giúp đỡ được gì không? Chủ em có bán dầu gội Ron siêu trị nấm da đầu. Gầu nặng cỡ nào cũng trị được. Bác sĩ chích nhẹ nhẹ thôi. Để em về em lấy vài chai tặng bác sĩ ha. Nhẹ dữ lắm rồi, yên tâm đi. Bác sĩ ơi, gì nữa? Em đái trong quần rồi. Hôm nay Khang xin giới thiệu một sản phẩm mới do chính nhà Khang sản xuất. Đây là sản phẩm có tên gọi là Ron. Công dụng của nó là chuyên về điều trị nấm da đầu và những trường hợp bị gầu nặng, ngứa da đầu. Nấm da đầu thì chắc là cô chú anh chị em cũng chưa có biết nhiều về nó. Lý do tại sao mình bị nấm da đầu đúng không? Có rất nhiều lý do, như là mình ít thường xuyên tắm gội, hoặc là mình sử dụng những cái sản phẩm xà bông, cái dầu gội đầu á, mà nó nhiều hóa chất quá, nó không thích hợp với cái loại da của mình, là đâm ra là nó sẽ bị gầu. Thứ ba là cũng có thể nguyên nhân là do mình bị gan nữa. Chính bản thân Khang vấn đề gan là nặng lắm. Cứ ngày nào mà Khang uống dùng rượu bia nhiều là y như rằng ngày hôm sau là bắt đầu nó ngứa da mặt và nó lan đến cái vùng đầu của mình và nó tróc những cái mảnh vải rất là nặng. Từ khi Khang sử dụng cái dầu gội Ron này nè. Ron, biết sao tên Ron không cô chú? Tại vì đây là tên ở nhà của Khang, cho nên là Khang dùng tên Ron, Khang đặt tên cho cái sản phẩm này luôn. Ron siêu trị nấm da đầu. Một số những nguyên nhân khác như là đi nằm ngủ khi mà tóc còn ướt, thói quen tắm ở ao hồ với nguồn nước bẩn và thường xuyên tiếp xúc với động vật nuôi như chó mèo thì nó cũng là một trong những nguyên nhân tạo ra cái bệnh nấm da đầu. Chắc nhiều người sẽ thắc mắc bệnh nấm da đầu có lây lan hay không. Khang xin quả quyết 100% là nó có bị lây lan đó. Không chỉ từ động vật mắc bệnh sang người mà còn có thể là từ người sang người nữa. Cái thói quen là do dùng chung đồ đạc này đó, nhất là nón bảo hiểm. Các anh chị em mà bây giờ mà đi xe ôm, xe Grab hay là vua Việt gì đó, tốt nhất là trước khi mình đội nó mô hiểm lên, mình đội thêm một cái lớp nón lưỡi trai của mình bên trong cho nó an toàn. Nói chung thì ai cô chú anh chị em mà đang bị mắc bệnh nấm da đầu, gầu nặng, ngứa da đầu này nọ thì cứ liên hệ số hotline 0908686222 hoặc là 0987575345 thì sẽ gặp Khang hoặc là nhân viên Minh Khang để tư vấn và đóng gói giao hàng sản phẩm này cho quý vị nha. Chai này trên thị trường Khang đang bán là 399.000 trên một chai 50ml. Đây, để Khang gỡ ra cho mọi người xem nha. Chai dầu gội đầu này nó có cái tinh chất của bưởi cho nên là nó rất là thơm. Người mà nhiều tóc giống như Khang bây giờ nè thì mỗi lần mình xịt đó, xịt đó thì mình xịt ra khoảng 4 lần như vậy. 1, 2, 3, 4, có thể là 5. Còn những ai mà ít tóc xíu á thì có thể là 2 hoặc 3 thôi. Có nghĩa là 1, 2, 3. Rồi mình để cái tóc của mình nó ướt trước, rồi mình xịt, rồi mình thoa lên thì gội đầu giống như bình thường vậy thôi. Nó ít bọt hơn những cái dầu gội đầu bên ngoài, như một Clear hay Romano hay là Sinh Siêu Bồ Kết vậy.
thực sự những cái nói không phải gì chứ những cái dầu gội đó nó không có thích ứng với da đầu của Khang. Khang gội một cái là ngày hôm sau nó bị dính gầu liền, mà từ khi gội cái này là hết hẳn 100% luôn, mà nó ngăn ngừa rụng tóc nữa, bởi vì nó có tinh chất dầu bưởi da trống. Cô chú anh chị em cứ sử dụng đi, nếu như mà sử dụng hết chai này mà không có cảm thấy hiệu quả một chút gì á thì cứ liên hệ với Khang, Khang sẽ hoàn tiền 100% và kèm thêm một nụ hôn nồng thấm hay là xin lỗi, nhưng mà giống như trên caption status Khang ghi quảng cáo là chắc chắn không có điều đó xảy ra đâu. Sản phẩm này chỉ có giá là 399.000 trên một chai 50ml, mình có thể sử dụng được khoảng một tháng. Trên chai này là có in số điện thoại bên Khang nè, là 0908686222 đó. Sản phẩm này là chỉ riêng một mình Khang sản xuất mà thôi, Khang sản xuất dạng handmade thôi. Chúc cô chú anh chị em thật mạnh khỏe, và những ai đang gặp trường hợp mà bị nấm da đầu nặng ngứa hay này nọ thì cứ liên hệ Khang để mua sản phẩm này nhé. Khang free ship, tức là miễn phí ship trên toàn quốc rồi. Khang xin cảm ơn rất nhiều.